Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện Khoái Châu nhiều hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa và hoa màu do lốc xoáy chiều ngày 13 tháng 6. Cảnh báo tình trạng người dân vứt rơm rạ sau thu hoạch xuống kênh mương gây ách tắc dòng chảy. Gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả sau gần 2 năm thực hiện quyết định số 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố. Quý vị và các bạn, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Bần Yên Nhân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng. Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu, khai thác lợi thế phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị trấn trong 5 năm đạt 21%, mục tiêu là 20%, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng một năm. Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 21,5% một năm, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phù hợp kiến trúc đô thị. Đảng bộ thị trấn hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh cấp huyện, cấp tỉnh. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện Khoái Châu vừa tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Hùng, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 4, Đảng bộ xã Đại Hưng. Dự lễ trao huy hiệu có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng sinh năm 1924, nguyên là đại tá Chính ủy viện 7, Chính ủy Trung đoàn 21. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đồng chí chiến đấu anh dũng, lập được nhiều chiến công, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các loại. Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp tham gia cách mạng cùng truyền thống gia đình của đồng chí Nguyễn Khắc Hùng là một tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp vào xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Với lợi thế diện tích đất trũng, ao hồ tự nhiên, nhiều hộ dân xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đẩy mạnh chăn nuôi các loại thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Nhật Quang có 41 ha đất mặt nước chăn nuôi thủy sản, tập trung chủ yếu tại thôn Nhật Lệ. Phần lớn các ao nuôi cá có diện tích nhỏ và vừa, phân bố rải rác trong khu dân cư. Chăn nuôi thủy sản xuất hiện tại Nhật Quang khoảng 7 năm, đến nay đã phát triển rộng rãi trong toàn xã, chủ yếu nuôi các loại cá nước ngọt thông dụng, dễ chăm sóc như cá trôi, cá chấm, cá mè. Không chỉ nuôi cá thương phẩm, nhiều hộ dân còn kết hợp nuôi cá giống, phục vụ nhân dân trong xã và khu vực lân cận. Trung bình một sào ao cho thu từ 3 đến 5 tạ cá thương phẩm một vụ. Một năm hai vụ thu hoạch cá, trừ chi phí mỗi sào ao, bà con thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng. Tổng doanh thu từ nuôi thủy sản năm 2014 ở xã đạt 5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 13 tháng 6 tại huyện Khoái Châu, xảy ra trận lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối, tài sản hoa màu bị thiệt hại. Trận lốc xoáy xảy ra tại 4 xã thị trấn là Tân Châu, Tứ Dân Đông Kết và thị trấn Khoái Châu. Theo phản ánh của người dân đang làm đồng chứng kiến, do cơn lốc quá mạnh và nhanh,
chỉ xảy ra trong khoảng 20 phút kèm theo mưa nên bà con không kịp chuẩn bị đối phó giảm thiệt hại. Theo nhiều người dân, đây là trận lốc xoáy lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn huyện Khói Châu. Vào khoảng độ 6 giờ kém về, đấy là có một cơn gió nó lốc. Là khi tôi đang làm cỏ ở cạnh khu vực của nhà ông Kính, là khi là tôi lùi cái xe xuống để bốc cỏ về, thì là nhìn thấy cột nó hạ xuống. Hạ xuống thì là bắt đầu là cả đấy là gió là nó bốc lên, là nó bay, là khi đấy là tất cả là dàn rồi là tôn rồi tất là bay xuống ruộng khu vực vườn nhãn nhà tôi, và cách vợ tôi khoảng độ 20 phân là nó tôn là nó bay, nó cưa đứt vài chục cây nhãn. Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Kính tại xã Đông Kết có khu hệ thống mái tre gần 4.000 m² đã bị cơn lốc bẻ gãy, có những mái tre khung thép nặng hàng chục tấn, rộng 50 m, dài 100 m bắt vào cột bê tông cũng bị lốc bẻ gãy, nhấc khỏi mặt đất, bay ra khỏi vị trí vài chục mét. Toàn bộ hệ thống điện, nhà xưởng, máy lợp, khu sản xuất gạch đã bị hư hỏng nặng nề, ước tính thiệt hại khoảng trên 2 tỷ đồng. Cũng nằm trên trục đường đi của cơn lốc này, tại các xã đã có khoảng 25 mái nhà, khu chăn nuôi bị tốc mái, hàng chục mẫu cây ăn quả, nhãn, bưởi và chuối tiêu hồng đều bị đổ do cường độ lốc mạnh. Cơn lốc qua nó đi thì rất là ảnh hưởng, nhất là thiệt hại rất lớn hoa màu. Cái thứ nhất là nhãn vừa rồi thì các anh nhìn đây thấy nhá, và đồng thời trong đồng là toàn bộ những cái chuối tây, chuối tiêu, đu đủ và bưởi, là nói chung là các cái công trình như chăn nuôi trong đồng nó báo cáo anh là thiệt hại rất là nhiều, khoảng độ ước tính như ở trong đồng và tất cả cái khu này vào khoảng độ 20 đến 25 mẫu. Lốc xoáy cũng đã làm cho một số tuyến đường giao thông trong xã bị ách tắc vì cây đổ trên đường, nhiều đường dây điện bị đứt, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân. Hiện chính quyền địa phương cùng nhân dân đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất và thống kê mức độ thiệt hại. Vào mùa thu hoạch lúa, trên các tuyến giao thông thủy lợi ở huyện Mỹ Hào lại tái diễn tình trạng người dân vứt rơm rạ làm ách tắc dòng chảy. Đây là hình ảnh tại các kênh mương trên cánh đồng thuộc xã Xuân Dục. Rơm sau thu hoạch được máy tuốt phụt thẳng xuống các kênh mương ven đường. Việc làm này gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng các công trình giao thông thủy lợi. Điều đáng nói, việc làm này đã trở thành thói quen của người dân. Dân bây giờ nhiều lúc là họ đã cứ phụt bừa, làng nào cũng thế, không cứ một làng nào, xã trên, xã dưới đều như thế. Rơm rạ sau khi thu hoạch có thể sử dụng làm chất đốt trong sinh hoạt, làm nguồn thức ăn cho trâu bò, làm nấm rơm và ủ mục làm phân bón cho cây trồng. Hơn nữa, ngay sau thu hoạch lúa vụ xuân sẽ là vụ mùa. Việc giữ cho dòng chảy được lưu thông để đảm bảo tưới tiêu kịp thời cho vụ mùa là việc vô cùng cần thiết. Thế nhưng, thật đáng buồn khi nhiều nông dân hiện nay lại thiếu ý thức vẫn để xảy ra thực trạng trên. Xã Tống Chân hiện có hơn 5 km đường đê sông Luộc và là địa phương có số km đê dài nhất huyện Phù Cừ. Tại đây vẫn còn tồn tại nhiều điểm vi phạm hành lang bảo vệ đê. Các lỗi vi phạm chủ yếu là tận dụng mặt đê để tập kết nguyên vật liệu, bán hàng quán, xây dựng bờ tường rào. Như gia đình bà Đào Thị Tính, Nguyễn Văn Điệp ở thôn An Cầu vi phạm về tập kết vật liệu bơm cát qua cầu. Tại thôn Võng Phan có các điểm vi phạm của các gia đình ông Nguyễn Xuân Đảm, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Thể, Bùi Đình Chiến, Nguyễn Đức Nho đào đắp luống trong hành lang đê vi phạm về xây dựng công trình nhà ở. Hạt quản lý đê của huyện cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản và xử phạt hành chính các điểm vi phạm, nhưng các hộ không những không dừng lại mà còn tiếp tục xây dựng. Nguyên nhân để xảy ra các vi phạm kéo dài là do chưa có chế tài xử lý vi phạm đủ sức răn đe, nhất là thẩm quyền xử lý của cấp xã còn hạn chế, nên khả năng xử lý ngăn chặn vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Giữ cương vị chi hội trưởng chi hội 1, hội nông dân xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ từ năm 2003, chị Nguyễn Thị Tâm luôn là người có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào hội nông dân cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh. Chị Tâm luôn tận tụy trong công việc, đi sâu, bám sát chỉ đạo, tập trung vào các phong trào của hội, chú trọng phong trào nông dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Chị vận động nông dân trong thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật đưa nhiều giống lúa lai, lúa có chất lượng gạo ngon vào sản xuất thâm canh bằng cách phối hợp với hội nông dân cấp trên. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp địa phương tổ chức được nhiều lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên. Đẩy mạnh phong trào hội viên khá giúp đỡ hội viên khó. Nhờ đó, nhiều hội viên nông dân trước kia có khó khăn nay đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng nâng cao. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉ vận động 100% hội viên tham gia đóng góp với số tiền 300.000 đồng và 25 m² đất trên người làm đường giao thông nội đồng.
nhờ hoạt động tích cực chi hội 1 cùng với những đóng góp tích cực của chị Tâm đã đưa các phong trào hội hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ được nhiều hội viên. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm thực hiện quyết định 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về quy định chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố, tại nhiều địa phương không những tinh giảm được bộ máy cán bộ không chuyên trách mà còn tăng hiệu suất, chất lượng công việc và tiết kiệm được nguồn kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện quyết định số 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đã giảm được 6 cán bộ không chuyên trách. Trước đây là 25, giờ chỉ còn 19. Ông Bùi Văn Trạm, trước là công an viên, chỉ phải đi làm khoảng 3 giờ một ngày, phụ cấp hơn 600.000 đồng một tháng. Nay kiêm thêm chức danh phó thôn Tam Đa, nên gắn bó hơn với công việc, trách nhiệm cũng tăng thêm vì phụ cấp tăng gấp đôi. Công việc thì nó rất nhiều, thế đôi khi là công việc nó chồng chéo. Khi mà cuối năm, có khi là đang giải quyết cái việc đánh nhau này, thôn cần. Thế nên công việc rất chồng chéo và công việc rất bận, báo cáo lên. Nhưng mà vì nhiệm vụ thì chúng tôi vẫn phải làm. Thực hiện cái quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái công tác tinh giảm biên chế đối với cán bộ ban chuyên trách của xã thì bước đầu nói chung là xã cũng gặp rất là nhiều khó khăn đối với một số các cái chức danh, ví dụ như là công an viên. Thế nhưng sau đó thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo và tuyên truyền vận động, và sau một năm thì đến nay thì cái hiệu quả công việc của anh em kiêm nhiệm thì cũng đã có cái kết quả rất là cao. Thực hiện một số các cái công việc đã đạt được cái kết quả. Đến nay thì anh em đã đi vào hoạt động, nói chung là cũng đã đảm bảo theo đúng các cái quy định của tỉnh. Từ đầu năm 2014, bà Lê Thị Hương, cán bộ khuyến nông ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, kiêm thêm trưởng ban thú y. Công việc tuy vất vả hơn, song bà Hương rất phấn khởi vì phụ cấp tăng, lại được áp dụng các kiến thức đã học vào công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm của người dân. Riêng xã Tân Lập đã giảm được 13 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn. Qua hơn một năm thực hiện thì chúng tôi đánh giá là cái nghị quyết đó là sát thực, đi vào lòng dân. Và cái thứ hai nữa là nâng cao được cái hiệu quả của cái bộ máy làm việc. Đặc biệt là cán bộ mà trước đây mà không kiêm nhiệm thì cái thời gian làm việc ở trụ sở cũng như là ở thôn nó sẽ có cái hạn chế. Nhưng sau khi mà được kiêm nghiệm thì nó có hai cái được, là cái được thứ nhất là nâng cao cái năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm, rồi là cái thực tế hơn. Cái thứ hai nữa là cái chế độ phụ cấp đối với lại cán bộ nó cũng được cải thiện hơn. Sau khi thực hiện quyết định số 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 14 xã, thị trấn ở huyện Phù Cừ đã giảm được 143 cán bộ. Tại huyện Yên Mỹ, tổng hợp của phòng nội vụ huyện, 17 xã thị trấn của huyện đã giảm được 312 người ở cấp xã và thôn. Chỉ tính riêng năm 2014, từ số được thu gọn này, huyện Yên Mỹ đã tiết kiệm được 1,3 tỷ đồng từ ngân sách trợ cấp lẽ ra phải trả. Ngoài ra, theo đánh giá của lãnh đạo các địa phương, thì năng suất và chất lượng công việc cũng được tăng lên đáng kể do đội ngũ này được tăng phụ cấp, bám sát cơ sở và công việc hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Khói Châu đạt được nhiều kết quả nổi bật, có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hiến máu nhân đạo. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14 tháng 6, xin giới thiệu những tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện Khói Châu đã tích cực tham gia phong trào này. Xã Hàm Tử là địa phương luôn dẫn đầu huyện Khói Châu trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Mỗi năm xã tham gia từ 1 đến 2 đợt hiến máu. Nhiều cán bộ, công chức, đoàn viên trong xã không chỉ tích cực tuyên truyền nhân dân hiến máu tình nguyện mà còn trực tiếp tham gia hiến máu. Tiêu biểu như ông Nguyễn Đình Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã 4 lần hiến máu, và anh Phạm Văn Thành, Bí thư Chi đoàn thôn An Cảnh, 19 lần hiến máu tình nguyện. Tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đến nay, năm nào anh Phạm Văn Thành cũng tham gia từ 3 đến 4 đợt hiến máu tình nguyện. Anh trở thành tấm gương sáng cho các đoàn viên trẻ trong xã noi theo. Bản thân anh Thành đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Xuất phát từ tấm lòng và trái tim của mình thôi, cũng như là một người thanh niên thôi, mà là cũng có sức khỏe, mạnh khỏe thì chúng tôi tham gia hiến máu, cảm thấy rất ý nghĩa và cảm thấy mình đã cứu được gọi là mạng sống của một người nào đó. Công ty Hannes Brand
đóng trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoai Châu, là một trong những công ty đầu tiên trong tỉnh tổ chức hiến máu nhân đạo tại công ty. Nhận thức hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của công ty với cộng đồng. Mỗi năm một lần, công ty Hannes Brand tổ chức ngày hiến máu tình nguyện, vận động toàn thể nhân viên, công nhân trong công ty tham gia hiến máu. Trong đợt tổ chức hiến máu tại công ty vào tháng 5 vừa qua, đã có 500 nhân viên, công nhân của công ty đăng ký hiến máu, thu về được hơn 300 đơn vị máu để bổ sung vào nguồn máu dự trữ. Khi mà mình hiến máu ấy, thì mình thấy sức khỏe của mình rất là bình thường. Và mình vào sản xuất thì năng suất của mình không hề tụt giảm. Khi mình hiến máu thì mình còn thấy rằng là mình có rất là nhiều lợi ích. Mình có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình thông qua việc xét nghiệm máu và loại trừ sắt thừa trong máu. Cái thông điệp mà tôi đưa ra đến nhân viên chúng tôi rằng là chúng ta đi hiến máu, chúng ta hiến máu cho cộng đồng, mọi người sẽ cảm thấy tự hào khi tham dự. Đó cũng là một trong lý do mà rất đông người tham dự, hơn 500 người tham dự cho đợt hiến máu vừa rồi. Mỗi năm, huyện Khoai Châu có từ 300 đến 800 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, trung bình thu được 400 đơn vị máu mỗi đợt tổ chức hiến máu. Những tấm gương tập thể và cá nhân vừa nêu trên đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung đó. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng để mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ân Thi phối hợp với Ban trị sự Hội Phật giáo huyện tổ chức lễ ra mắt đội tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ Nồi Cháo Tình Thương. Nồi Cháo Tình Thương duy trì hoạt động một tuần một lần vào sáng thứ Năm với số lượng 180 suất trở lên, trị giá 15.000 đồng một suất. Đối tượng được phát cháo tình thương là các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và các đối tượng tại Bảo trợ Xã hội huyện Ân Thi, nhằm giúp các bệnh nhân, các đối tượng kém may mắn, giảm bớt một phần khó khăn trong quá trình điều trị bệnh. Ngày 12 tháng 6 năm 2015, tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Hào tổ chức xét xử lưu động 4 vụ án hình sự với 4 bị cáo với các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòa tuyên án Đàm Trọng Đạt sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã An Vĩ, huyện Quế Châu, 2 năm tù giam. Trần Quang Điện sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, 1 năm 9 tháng tù giam. Đào Văn Đức sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại thôn Ngo, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, 3 năm 6 tháng tù giam. Đỗ Đình Oanh sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, 10 năm tù giam. 4 đối tượng bị xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015, cùng với các tin tức thời sự được chúng tôi cập nhật trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới. Đồng hành các hoạt động luyện tập rèn luyện của các chiến sĩ nhỏ tuổi tham gia lớp học kỳ quân đội. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Cuba và câu lạc bộ Paris gồm nhóm hơn chục quốc gia chủ nợ đã đạt thỏa thuận xác định tổng số nợ của đảo quốc kể từ năm 1986 là 15 tỷ đô la Mỹ. Theo nguồn tin giấu tên, con số 15 tỷ đô la Mỹ là tổng số nợ gốc cộng chi phí dịch vụ, tiền lãi và các khoản phạt phải trả cho 16 quốc gia trong câu lạc bộ Paris. Tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành các cuộc thương lượng chính thức về cách thức, thời hạn trả nợ cũng như khả năng cấp cho Cuba các khoản vay mới. Một khi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng, đây có thể coi là bước đi quan trọng của Cuba trong việc tái gia nhập thị trường vốn quốc tế cũng như hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong 3 năm qua, Cuba đạt được các thỏa thuận xóa nợ quan trọng với Nga, Trung Quốc và Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa qua đã ra lệnh tăng tốc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo thuộc quần đảo Kurin mà Nhật cũng đòi chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 10 năm tới, Nga sẽ đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các cơ sở quân sự trên quần đảo Kurin. Trong quần đảo này, Nhật Bản đòi chủ quyền ở 4 đảo và thường gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Bộ trưởng Shoigu yêu cầu các đơn vị thi công phải tăng gấp đôi tốc độ xây dựng các cơ sở quân sự trên 4 đảo này. Hiện nay, do tranh chấp các đảo thuộc quần đảo Kurin, Nhật và Nga vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến thứ 2,
quần đảo Kurin trở thành một rào cản Nhật và Nga, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong nhiều năm qua. Mỹ và Nhật Bản vừa qua tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn SM-32A mà hai nước cùng chi hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển. Theo phát ngôn viên Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, vụ thử nghiệm được tiến hành hôm 6 tháng 6 ở bãi phóng ngoài khơi California. Mỹ đã chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho chương trình vũ khí này, trong khi Nhật Bản đóng góp 1 tỷ đô la Mỹ. SM-32A là một biến thể của tên lửa SM-3 được thiết kế để phá hủy các tên lửa đạn đạo trong không gian. SM-32A có động cơ tên lửa lớn hơn, khả năng tiêu diệt cao hơn và bảo vệ được những khu vực rộng lớn hơn trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn đến tầm trung. Nó sẽ được tiếp tục thử nghiệm trong 3 năm tới và dự kiến được triển khai trên biển và trên bờ vào năm 2018. Trung tâm Dự báo Khí tượng Mỹ vừa qua thông báo hiện tượng El Nino, hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai sách đạo rộng lớn đang diễn ra có thể sẽ kéo dài tới năm 2016. Theo dự báo, các khu vực châu Á và châu Phi sẽ hứng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của hiện tượng thời tiết cực đoan với các đợt hạn hán, lũ lụt tồi tệ hơn. Khu vực Bắc Bán Cầu có khả năng sẽ phải hứng chịu El Nino tới tận năm 2016. Ở Nam Mỹ sẽ xuất hiện nhiều trận bão lũ nghiêm trọng, trong khi châu Á và Đông Phi đón nhận nhiều đợt hạn hán lớn kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp. Nhật Bản vừa qua cũng xác nhận, hiện tượng thời tiết cực đoan tại nước này cũng sẽ kéo dài tới tận mùa đông. Mới đây, hai vận động viên nhảy dù nổi tiếng người Pháp đang giữ kỷ lục Guinness Thế giới ở hạng mục nhảy dù từ điểm cố định cao nhất đã tiếp tục thực hiện pha biểu diễn mạo hiểm mới từ độ cao 4.000 mét ở bầu trời phía trên một tòa pháo đài thuộc miền nam nước Pháp. Với nỗ lực vượt lên chính mình và niềm đam mê chinh phục độ cao, hai vận động viên Frederic Fugain và Justin Reffer đã trình diễn cho người xem một màn trình diễn trên không ngoạn mục. Từ độ cao 4.000 mét, họ nhảy ra khỏi trực thăng thực hiện màn nhảy dù ngoạn mục phía trên một tòa pháo đài cổ. Màn trình diễn có sự tham gia của ba vận động viên khác đã đem đến cho người xem nhiều màn nhào lộn ấn tượng. Một học sinh trung học ở Anh vừa được công nhận là người trẻ tuổi nhất thế giới phát hiện ra hành tinh mới bên ngoài hệ mặt trời. Tom Quatt đang là học sinh một trường trung học ở Anh. Hai năm trước khi mới 15 tuổi, cậu phát hiện một hành tinh khí khổng lồ trong lúc thực tập nghiên cứu thiên văn học ở trường đại học Keighley, Anh. Hành tinh nằm cách trái đất khoảng 1.000 năm ánh sáng và được xác nhận tồn tại sau những quan sát của giới khoa học. Tom Quatt ham thích tìm hiểu khoa học. Cậu được công nhận là người trẻ tuổi nhất thế giới phát hiện hành tinh mới. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin quốc tế đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.